Nó phải gọi là dã man luôn mọi người ơi. Về cơ bản thì một cái làn da trắng sáng đều màu nó sẽ giúp cho các chị em mình dễ mặc đồ hơn. Nhưng mà khổ quá, mùa du lịch đến rồi, tận hưởng không khí và làm mấy con ảnh thôi. Để da rẻ nó cháy nắng luôn ý. Nó phải gọi là dã man luôn mọi người ơi. Thà một là nó trắng hẳn, hai là nó nâu hẳn. Nhưng mà đây nhá, mặt thì trắng bởi vì mình dưỡng rất là kỹ. Thế sau rồi cái chân của mình thì mình cũng không hở ra nhiều mặc váy. Cho nên là bây giờ là chân trắng mặt trắng, người thì đen thui. Và cái màu da nó lật như này rất khó chịu luôn, cực kỳ khó chịu luôn. Và bây giờ sẽ cùng Ngọc lấy lại cái màu da đều màu cho Ngọc nhá. Đây là cái hành trình 20 ngày của mình nhá. Mình dùng cái em men rượu sake của Nhật Bản này. Trong cái men rượu ấy nó có chứa axit kojic, nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta trắng sáng rất là nhanh mà tuyệt đối là an toàn luôn. Mình dùng ấy hàng ngày và thay thế cho cái sữa tắm thông thường của chúng ta luôn. Ngoài cái công dụng chính là để trắng sáng da thì nó rất là mềm và thơm nữa. Và thi thoảng thì bạn có thể trộn một ít cám gạo với sữa tắm để tẩy da chết luôn nhá. Cái làn da trắng sáng nó phát sáng luôn, cực kỳ nhanh. Và cái em này, một cái chai to đùng này mà có giá là 290.000 thôi đó. Mọi người nếu như muốn mua sản phẩm chính hãng thì có thể inbox cho Ngọc, Ngọc sẽ gửi link cho mọi người nha.